Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Bà Tưởng nổi như cồn vào năm 2013 với một clip nhảy gợi cảm. Sau đó, cô liên tục đăng ảnh hở bạo, phát ngôn gây sốc. Nhưng một thời gian sau, hiện tượng mạng này đã ẩn, sống kín tiếng hơn trước. Bà Tưởng chọn cho mình con đường kinh doanh. Bởi vậy, dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz nữa, nhưng Huyền Anh vẫn có cuộc sống khiến nhiều người phải mơ ước và sở hữu tài sản giá trị khi tuổi còn khá trẻ. Dù không hở bạo như trước nhưng cô nàng vẫn chuộng mốt ăn mặc táo bạo. Mới đây, bà Tưởng tung hình ảnh diện bikini gợi cảm trên bãi biển. Đáng chú ý là vòng một ngồn ngộn như muốn nhảy ra ngoài khiến cư dân mạng chú ý. Bà Tưởng thả thính, thanh xuân phụ nữ có bao lâu mà hững hờ, vậy nên anh đừng có giả vờ, thấy mở lem thì đừng quên thả like cho em. Bên cạnh đó, cô cho biết bản thân rất yêu cơ thể của mình, quá mở lem, một tấm hình đầy nghệ thuật ngấm bánh chưng của mấy ngày Tết, nhưng dù sao Huyền Anh có xíu mỡ, hay cơ thể em nếu có một ngày sinh em bé mà có đầy đặn thì Huyền Anh vẫn luôn yêu cơ thể mình nè. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.